Hello, mến chào anh em chú bác, rất vui được gặp anh em chú bác trong video hôm nay. Thì hôm nay mình xin thông báo vậy, ngày mai là ngày 21 tháng 7 thứ năm thì lúc 10 giờ mình có đăng vài con gà mái ở trên Facebook và Zalo. Thì cái tóp gà này thì rất là chuẩn luôn, tóp gà từ 2 ký ngoài trở lên. Thì anh em mà có nhà ý muốn mua bên mình thì ủng hộ mình hoặc là xem tham khảo á. Thì vào cái khung giờ 10 giờ ha, anh em xem trên Zalo và Facebook, rất được sự ủng hộ của anh em chú bác. Rồi cảm ơn anh em chú bác, hẹn gặp lại anh em chú bác ở những video ngày mai lúc 10 giờ ha.